Xin mời bé Thi. Trời ơi, quá dữ luôn. Con bé đang đi thời trang á. Sao nó đi kiểu kỳ á. Đi kiểu kỳ á. Con tên là Khánh Thời. Con mặc cái bộ đồ này sao giống cô Năm Thư quá vậy ạ? Có thể mua cho chú Thành một bộ được không? Không. Sao vậy? Tại vì nhà chú Thành giàu mà. Thành tự nuôi. Nhà chú có gì đâu giàu. Chú là ca sĩ, chú phải giàu thôi. Đâu có ca sĩ đâu, chú MC mà. Chú nói không, nói khàn tí. Chú diễn hài chú giàu mà. Chú diễn hài chú giàu. Chú diễn hài chú giàu. Nếu đèn giao thông mà sáng cả ba màu đỏ, vàng và xanh thì đèn giao thông đó báo hiệu cái gì? Đâu có đèn nào mà hiện ba đèn đâu. Nhưng mà lỡ nó hiện như vậy thì đèn giao thông đó làm sao? Hiện vậy đâu có hiện đâu. Vậy nó hiện thì sao? Lỡ nó có hiện thì sao? Nó không hút tóc. Tôi thấy mày đừng muốn có hiện ba đèn cũng vậy không? Nhưng mà chú nói là lỡ mình đã thí dụ đi, nó có hiện ba cái đèn như vậy đi thì cái đèn đó nó bị làm sao? Đèn nó bị làm sao không? Nó không có bị làm sao thì làm sao nó hiện được ba cái màu đó? Đừng nó hâu nó mới lên. Tôi mệt quá mà. Có một con cua bò qua bò lại, hỏi bò có mấy chân? 8 chân. Bò có 4 chân thôi. Con bò nào mà 8 chân? Ủa sao hỏi con cua bò qua bò lại? Ủa bà không nghe câu hỏi hả? Con cua bò kệ nó chứ, tôi hỏi con bò có mấy chân mà. Con bò có mấy chân mà. Sai quá mọi người. Ba là cây nến hồng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến vàng, là lời trong bài hát nào? Ba còn nến lung linh. Không, chính xác. Cái bài gốc của ta là ba là cây nến vàng, còn tôi hát ba là cây nến hồng. Hồi nãy tôi nghe đó mà tôi tưởng là hát sai thôi, tôi bỏ luôn, không quan trọng. Bỏ luôn không quan trọng. Vậy đó hả? Tiếc. Ừ, vậy vậy mới sai đó. Vậy vậy mới sai đó. Vậy mới sai đó. Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí lúc 20 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên kênh Giải Trí TV.